Hello, chào các anh em. Mình làm cái video test cái lưỡi dao làm lưỡi dao mèo làm từ thép 80 CRV2, thép này thép nhập Mỹ nhé. Thì cái lưỡi dao này có cái độ dài là 27 cm. Độ dài là 8 ly. Trọng lượng của cái lưỡi dao này là 340 g. Lưỡi dao đã được dàn tinh chỉnh này. Đây dày để chịu lực, chặt. Đây mỏng là để cắt vót này. Chúng ta chặt thì sẽ chặt từ phần này của lại đây. Đấy. Phần này thì mình chỉ có thái vót thôi. Thì trước tiên là mình test cái độ sắc bén trước này. Test độ sắc bén với tờ giấy A4. Lưỡi dao đã được mài rất là ngọt này. Cực kỳ ngọt. Và đây là cái khúc gỗ chắc, chắc đỏ nhá. Vì cái khúc gỗ này lõi nó ít cho nên mình mang ra test. Mà các bạn biết là cái gỗ chắc này nó cứng như thế nào đấy. Các bạn nghe tiếng. Đây là mình cầm một cái lưỡi không nha. Bạn nhìn đây là cái điểm chặt đây các bạn. Các bạn nhìn nhé, lưỡi dao vẫn là sắc bén. Lưỡi dao vẫn cực kỳ là sắc bén. Nói về cái thép 80 CRV2 thì cá nhân mình thấy là cái thép này nó khá giống nhíp, nhưng mà vì nó có thêm chrome và vanadium. Chrome thì đâu gần 1% hay sao, thì nó giúp cho cái lưỡi dao chống gỉ tốt hơn nhíp một chút. Và cái vanadium thì làm cho cái các cái phân tử này thép nó mịn hơn, cho nên nó sắc bén hơn. Nhưng mà mình thấy nhiệt luyện với nước thì cái cáp này nó không khác nhau nhiều so với một cái lưỡi dao làm từ nhíp. Chào các bạn nha, mình đã hoàn thành cái clip test để các bạn thấy là cái lưỡi dao 80 CRV2 này nhiệt luyện với nước thì cái độ giữ cạnh của nó cũng rất là tốt. Cái lưỡi dao này nó chỉ có 340 g, trong khi nó dày ở đây là 8 ly mà nó dài 27 cm.